Lê Giang từng tự tử vì người đời dị nghị, đau đớn khi bị con từ mặt. Nếu có ai lấy việc phẫu thuật thẩm mỹ để hàn gắn vết đau cuộc đời thì số phận người đó chắc chắn không khác mấy nghệ sĩ Lê Giang. Được nhớ đến với nét tương tự lầy lội, nào ngờ Lê Giang từng ngày phải oằn mình che giấu những biến cố, loạt vết sẹo không thể nào liền da. Dìm thân trong bạo hành đau đớn, Lê Giang quyết định kết thúc cuộc hôn nhân không bắt nguồn từ tình yêu cùng Duy Phương. Vì không cho mượn tiền, Lê Giang bị người giúp việc tố lăng trả cùng người khác. Nổi cơn thịnh nộ, Duy Phương được cho đến tận nơi để mắng chửi tình địch bất đắc dĩ của Lê Giang. Chán nản và áp lực, Lê Giang hẹn gặp Duy Phương để bàn chuyện Duy Phước Lê Lộc và chấm dứt cuộc sống đọa đày. Chẳng may, Duy Phương bị người chặn đánh trên đường. Tai nạn ấy vô tình đẩy nữ nghệ sĩ vào cảnh tình ngay Lý Giang, mang tiếng thuê giang hồ đánh chồng. Vào bệnh viện, Lê Giang kể rằng bản thân bị Duy Phương cấm vào thăm và chịu sự ghẻ lạnh, cô lập từ các đồng nghiệp. Gia đình tan nát, bị tẩy chay đến mất hết show diễn, Lê Giang quyết định tự tử. Chẳng ai tin mình và không làm ra tiền thì sống làm gì nữa. Cô mua thuốc ngủ và kết liễu cuộc đời mình tại một căn phòng khách sạn, nhưng rồi cuộc đời lại cứu chị ngay buổi sáng hôm sau. Ở sau ánh hào quang, Lê Giang khẳng định, nếu có mướn giang hồ đánh Duy Phương, tôi sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Sống ẩn dật trong sự dị nghị của đồng nghiệp, Lê Giang may mắn được phước sang, ông trùm showbiz thời bấy giờ gọi về và giao cho các vai diễn sân khấu. Từ đó, ánh sáng của niềm tin lóe sáng trên cuộc đời Lê Giang. Trong thời gian đó, tòa đưa ra phán quyết Lê Giang có quyền nuôi con, tuy nhiên do nghèo túng, Lê Giang nghĩ, thôi để ổng nuôi đi, rồi mình qua thăm cũng được. Vậy mà mỗi lần sang thăm, Duy Phước và Lê Lộc đều bỏ chạy khi thấy mẹ ruột. Nỗi lòng của người mẹ vỡ thành trăm mảnh vụn vì con không nhận mình, thậm chí Duy Phước từng lớn tiếng. Ông bà có nuôi tôi không mà đòi dạy tôi, bà không phải là mẹ tôi. Có mặt tại hiện trường để thẳng thắn chia sẻ lại mạng tối trong tuổi thơ, Duy Phước thú nhận. Em không có tình cảm nhiều với mẹ, ký ức về mẹ trong em là con số 0. Cũng như anh mình, Lê Lộc thổ lộ, em còn không được gọi tiếng mẹ. Nữ diễn viên trẻ kể hai anh em cô được dì vợ sau của Duy Phương nuôi nấng, do còn nhỏ nên Lê Lộc cứ ngỡ người dì ấy chính là mẹ mình. Hội ngộ cùng hai con, Lê Giang nức nở. Mẹ không nghĩ có ngày hai con thương mẹ, cô tâm sự trong nước mắt. Một buổi sáng được ngồi ủi cái áo cho Lộc đi học, tự nhiên má thấy trong lòng vui quá. Theo lời nữ nghệ sĩ, cô có thể trò chuyện cùng Duy Phước nhưng lại có gần Lê Lộc. Lê Lộc thú nhận mình rất khó mở lời tâm sự cùng Lê Giang dù rất thương mẹ. Tại chương trình, Lê Lộc đã lần đầu tiên xin lỗi và nói lời yêu mẹ trên sóng truyền hình, dẫu việc xóa bỏ mọi khoảng cách còn quá khó với cô ở thời điểm hiện tại. Về Duy Phước, nam diễn viên trẻ xin khép lại nỗi đau của cha mẹ vì ai cũng có quá khứ của mình. Gần nửa thế kỷ làm người, Lê Giang trải qua bao đau đớn để giờ đây cô có thể tự hào về nghệ lực và cả những mảnh tình thương trở về bên mình. Chị sẽ không sửa nữa là lời hứa cũng như cách Lê Giang mong muốn sẽ không còn nỗi đau nào có thể vấy bẩn cuộc đời mình từ ngày hôm nay.